Xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục đi làm cái video để phân tích cho kế hoạch giao dịch tuần mới nhá. Thì tuần vừa rồi cũng là một tuần khá là tuyệt vời. Hầu như đúng theo cái dự đoán của mình, đồng USD đã tăng trở lại và những cặp liên quan mình hay phân tích nó đã đi chính xác khá là nhiều. Thì hôm nay mọi người tiếp tục theo dõi để có thể tham khảo cho giao dịch tuần mới nhá. Những anh chị nào các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì nhấn vào nút đăng ký này và nhấn vào nút chuông bên cạnh này để có những cái video mới thì mọi người có nhận được. Ngoài ra trong một cái video á, các anh chị chú ý là ở dưới cái phần mô tả, các anh chị thấy mình để cái phần mô tả này, này có các nhóm của mình, ví dụ nhóm cộng đồng này, rồi website, các anh chị có thể là vô website nguyenhuoduc.com.vn đây, thì nơi này mình hay thường xuyên cập nhật những kiến thức ở trên này, thì mọi người có thể là vào để học thêm kiến thức nha. Và anh chị nào mà ủng hộ mình thì mình có hỗ trợ chủ yếu là ba sàn AC, Ignet và Hot Forex. Thì những anh chị và các bạn xem video mình nhận được những cái bổ ích, các anh chị ủng hộ mình thì có thể là tham gia giao dịch dưới những cái đường link giới thiệu của mình, thì mình cũng có nhóm hỗ trợ các anh chị các bạn để giúp cho các anh chị các bạn có thể là giao dịch nó tốt hơn. Ngoài ra thì trong thời gian gần đây mình cũng bận đang mua đất, mua nhà nên là mình cũng không có nhiều thời gian đó. Nên là một tuần mình cũng chỉ cập nhật được 1-2 video. Hôm nào rảnh rảnh thì mình làm được, tuần nào rảnh rảnh thì mình làm được 2 video, 3 video. Còn không thì mình thường xuyên cập nhật cuối tuần thôi. Mình chủ yếu có thể là cập nhật ở trên cái nhóm cộng đồng VTrader này, những cái tin tức hoặc là những cái gì cần thiết trao đổi tham khảo ở trên này. Các anh chị các bạn nhớ tham gia vào cái nhóm này để có thể là trao đổi. Trên này cũng rất nhiều các anh chị chia sẻ kinh nghiệm giao dịch cũng như những các tín hiệu. Thì mọi người có bất cứ cái câu hỏi hoặc cái vấn đề gì thắc mắc thì có thể là trao đổi ở trên nhóm này. Và nhóm này mình cũng hướng đến một cách nó chính thống, nó là một cái nơi mà mọi người có thể tin tưởng trao đổi được. Nên là những cái việc mà như thế kêu gọi hoặc là bam link các thứ thì mình sẽ chặn và mình loại bỏ ra khỏi nhóm tất cả. Vì vậy những anh chị các bạn nào mà xác định lâu dài yêu thích cái nghề này thì có thể là tham gia để mình cùng nhau thảo luận, chia sẻ để giúp cho cộng đồng có thêm những cái kiến thức cũng như thể học hỏi nhau nhiều hơn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi phân tích thị trường ở những cái cặp mà mình thường xuyên phân tích cho các anh chị để các anh chị các bạn có thêm cái kiến thức cũng như thể có sự tham khảo để đưa ra những quyết định giao dịch nó tốt hơn trong tuần tới. Rồi chúng ta bắt đầu với Bitcoin. Bitcoin thì là đang trong một cái khoảng thời gian có thể nó là sideways. Ở đây về xu hướng thì nó không còn thay đổi quá nhiều và cái vùng này cũng rất là vùng nó đi vùng của nến đó, nó đi cũng giống như thể là những cái gì mà mình dự đoán, đó là một cái vùng mà nó giằng co và nó xác định xu hướng nó khó, rất là khó. Tại vì sau một cái xu hướng tăng mạnh, thị trường hồi rồi, đúng không? Thì hoàn toàn nó có thể tiếp tục đi lên và đi lên nữa. Thì cái xu hướng này nó sẽ dành cho những cái anh chị các bạn nào tin tưởng vào một cái tiềm năng dài hạn của Bitcoin là có thể là vượt đỉnh và tiến tới những cái mức cao hơn. Thì những anh chị nào đặt lòng tin vào Bitcoin thì có thể là giao dịch theo cái hướng này và các anh chị có thể là vào lệnh ở đây và đặt dừng lỗ ở trên này. Đó. Kỳ vọng lợi nhuận thì các anh chị có thể là đặt ở cái mức kỳ vọng ở trên này, thì trong ngắn hạn trong tuần thì các anh chị có thể là theo hướng này. Thì đây là một cái hướng mà đối với những cái anh chị các bạn mà tin tưởng vào một xu hướng dài hạn của Bitcoin còn tăng. Ngược lại thì cũng có những cái anh chị các bạn sẽ hướng đến những xu hướng đảo chiều và Bitcoin điều chỉnh. Thì nó hoàn toàn nó cũng có thể là theo kịch bản này, nó lên, nó test đỉnh và sau đó nó tiếp tục nó xuống. Thì nó sẽ hình thành cho mình một cái mô hình đỉnh đáy ở trên này. Thì đây là một cái kịch bản mà mình vẫn ưu tiên nhiều hơn. Tại vì là thị trường Bitcoin nó cũng đã đi tăng rất là mạnh trong một thời gian dài rồi. Thì mình cũng hy vọng là nó sẽ điều chỉnh sâu hơn. Thì đây là một cái kịch bản dành cho những cái anh chị các bạn mà hướng đến một xu hướng đảo chiều là mô hình đỉnh đáy hình thành. Khi đó các anh chị các bạn sẽ hướng đến cái việc mà các anh chị sell vào vùng giá trên này. Mà các anh chị có thể dừng lỗ trên này và TB ở những cái vị trí mà các anh chị kỳ vọng ở dưới đây, có thể là kháng cự cũ thành hỗ trợ mới, các anh chị TB dưới đây, hoặc là hỗ trợ cũ thành hỗ trợ mới. Thì đây là những cái vị trí mà các anh chị các bạn có thể là xem xét được ở những cái vùng này nha.
thì Bitcoin hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Những cái thời điểm như vậy thường thường mình sẽ đứng ngoài thị trường hơn. Xu hướng tiếp tục thì thị trường cũng đã đi khá là cao rồi, còn đảo chiều thì chưa có thật sự nó rõ ràng. Vì vậy những cái yếu tố cũng chỉ là nó lưng chừng 50-50. Những cái tín hiệu mình vừa đưa, những cái điểm vào lệnh mình vừa đưa cũng chỉ là tham khảo cho những cái anh chị nào đang hướng đến một xu hướng tăng, và những cái anh chị các bạn nào đang hướng đến một xu hướng giảm thì có thể là theo những cái tham khảo đó. Còn đối với quan điểm cá nhân của mình, thứ nhất là ở thời điểm hiện tại mình sẽ đứng ngoài thị trường, mình sẽ tìm những cặp khác nó đẹp hơn mình giao dịch. Cái thứ hai là cái câu hỏi là giữa buy và sell mình sẽ lựa chọn cái nào hơn, thì mình vẫn hướng đến cái vị trí nó đảo chiều giảm nhiều hơn. Và đây chỉ là một cái quan điểm nhận định cá nhân của mình. Mỗi các anh chị các bạn có nhiều quan điểm khác nhau mà. Đầu tư chủ yếu vào các anh chị ngoài phân tích kỹ thuật thì có những cái thời điểm mình phải dựa thêm vào cái độ tin tưởng của mình, nhất là đối với những cái thị trường như thế coin, hoặc là một số cái cặp, hoặc là một số cái giá, một cái loại sản phẩm nào đó. Các anh chị đôi lúc các anh chị phải đặt niềm tin vào nó thì nó mới giúp cho các anh chị các bạn có được cái lợi nhuận tốt nhất. Đó. Thì mọi người tham khảo nhé. Chúng ta qua chứng khoán Việt Nam. Thì chứng khoán Việt Nam đang là một cái mức kháng cự mạnh 1.200. Rất nhiều người đang chờ cái mức này. Thì tuần trước nó đã điều chỉnh về dưới đây đúng không? Và mình cũng nói các anh chị các bạn rồi, nó đang sẽ cái dấu hiệu của nó sẽ là tìm đường đi lên. Đây, sau đó nó lên nó test lại vùng 1.200, gần 1.200 một lần nữa, và vừa rồi nó lại test về cái vị trí đường EMA 20. Và theo kinh nghiệm của mình á, về giao dịch chứng khoán á, tại vì những giao dịch chứng khoán đầu tư giá trị thì cái vùng này nó đang chờ nó phá và nó phải nhiều lần, nó giống như thế ETH, nếu mà các anh chị các bạn theo dõi thì nó cũng cái kiểu là nó sẽ giằng co một thời gian ở cái đỉnh và sau đó nó sẽ tìm cách nó phá lên. Thì đó, thì về chứng khoán Việt Nam, về kỳ vọng dài hạn, mình cũng vẫn hướng đến cái giá cao hơn. Tuy nhiên đã những cái anh chị các bạn nào nắm giữ thì thường xuyên là tốt nhất là tiếp tục nắm giữ. Còn những cái anh chị các bạn nào chưa vào thì mình nghĩ là nên chờ đợi thêm, nó điều chỉnh sâu hơn thì cái độ rủi ro của mình nó thấp hơn. Chứ còn bây giờ cũng rất có thể là nó đảo chiều, tại vì là nó gặp một cái kháng cự lớn như thế này. Cái tâm lý giằng co ở đây, nếu mà nó không có phá được thì nó sẽ áp lực bán, nó sẽ xuống thôi. Vì vậy các anh chị các bạn, cái vùng giá này cũng không phải là cái vùng giá mà nó quá đẹp nha. Mình thường thường nếu mà mua lên thì mình sẽ chờ những cái đợt hồi lớn để mình tiếp tục mình mua lên theo xu hướng thị trường. Còn về đầu tư dài hạn, chứng khoán Việt Nam, đầu tư giá trị thì mình vẫn hướng đến là thị trường chứng khoán còn tăng, còn đi lên nữa, và cái mốc 1.200 sẽ bị phá. Quan trọng là cái khoảng thời gian nào thôi, phá nhanh hay phá muộn. Tại vì là bây giờ cái vị trí này cũng rất là khó lường, nhưng mà mình vẫn hướng đến là nó có thể phá. Tại vì mình nhìn theo cái dấu hiệu phân tích kỹ thuật thì nó thường thường như vậy là có thể phá được với cái lực như vậy nha. Thì thường là mình có thể là mình sẽ ưu tiên nó phá đỉnh trong những ngày tới nó nhiều hơn. Tuy nhiên là mình sẽ khuyến khích là không nên mua đỉnh, không nên mua đuổi. Tại vì thật ra có rất nhiều trường hợp nó có thể là phá thật sự, nhưng mà nó phá chưa chắc là nó đã đi luôn, mà nó có thể là nó phá, nó quét đỉnh rồi nó lại đâm đầu đi xuống. Đó, có những cái kịch bản như vậy nó rất là nguy hiểm. Tại vì thị trường trong thời gian vừa rồi các anh chị cũng thấy là tăng rất mạnh, và cũng như những gì mình dự đoán nó hồi rồi thì nó đi này, có thể là tiếp tục nó còn phá đỉnh nữa. Đó, mọi người chú ý mấy cái đó cho mình. Về cái cơ hội giao dịch thì đây cũng không phải là một cái vị trí đẹp mà mình tiếp tục mình mua đuổi đối với chứng khoán Việt Nam. Mình qua chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ thì tuần vừa rồi cũng là một tuần điều chỉnh sau khi lập đỉnh liên tục. Ở cái thời điểm hiện tại thì ngày hôm thứ Sáu có một cây rút chân cũng khá là mạnh. Các anh chị nhìn thấy đây này, cây này hoàn toàn có thể là nó lại hình thành một xu hướng tăng. Tại vì là cứ sau mỗi lần điều chỉnh thì có thể là thành lập một cái xu hướng tăng mới. Tuy nhiên là chứng khoán Mỹ thì nó cũng đã tăng khá là nhiều rồi, ở mức cái giá cao rồi, thì mình cũng vẫn hướng đến cái xu hướng đảo chiều nhiều hơn. Trong thời gian vừa rồi, vừa qua mình cũng không có nhắc đến những cái cặp này nhiều, tại vì nó đang ở một cái vị trí đỉnh và cái xu hướng giảm thì nó chưa có rõ ràng. Cùng lắm ở đây là xuất hiện vài nến nhấn chìm giảm thôi, chứ thực chất về cái mô hình giá thì nó không rõ rệt, và cái xu hướng tăng dài hạn thì nó vẫn còn. Đấy, các anh chị vẫn thấy là nó vẫn là những cái mô hình mà đỉnh sao cao hơn, đáy sao cao hơn, nên là bảo là nó giảm thì cũng không thể chắc chắn được. Vì vậy là nó không có quá nhiều cái tín hiệu đẹp cho mình tham gia vào giao dịch. Vì vậy thì
chứng khoán Mỹ, mình vẫn là cái vùng chờ và cũng không nên vào. Những anh chị nào tin tưởng vào xu hướng đảo chiều thì các anh chị cứ sell và các anh chị dừng lỗ trên đỉnh thôi. Còn các anh chị cảm thấy muốn an toàn hơn thì chúng ta nên chờ nó phá đỉnh và chúng ta sell cái kiểu giải lệnh thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì là nếu mà bây giờ lần này nó mà lên mà test đỉnh được một lần nữa thì khả năng nó xuống sẽ cao hơn. Tại vì những cái đợt hồi của nó gần đây nó không có đợt hồi mạnh mà nó chỉ đợt hồi nhẹ thôi. Các anh chị chú ý là thị trường tích lũy sau một khoảng thời gian thì thường thường nó sẽ có những cái đợt hồi mạnh nha. Cứ sao này, các anh chị để ý những cái đợt sóng của nó thôi. Ví dụ cứ những cái thời điểm này nó tích lũy này, nó là có một đợt sóng điều chỉnh giảm mạnh. Đây các anh chị thấy này, giảm mạnh đó, các anh chị thấy không, giảm mạnh. Thì ở đây cũng vậy, có những cái đợt điều chỉnh thì nó sau này có thể khả năng nó có những cái đợt nó sẽ giảm mạnh về chứng khoán Mỹ nha. Mọi người có thể tham khảo cái đó cho mình. Về đồng USD, đồng USD thì lại quá tuyệt vời. Đồng USD đúng như những gì mình dự đoán. Và các anh chị thấy một tuần vừa rồi tăng khá là mạnh. Những cái anh chị nào mà quan tâm bên Forex thì các anh chị đã có lợi nhuận. Và theo nhóm, theo tín hiệu của mình thì tín hiệu có lợi nhuận rất tốt. Và tuần trước mình cũng hướng các anh chị các bạn là một cái mô hình như thế này, và đúng mô hình đỉnh đáy hình thành. Và hiện tại thì nó vượt qua giao cắt EMA 20-50. Tuần trước nó đang ở dưới đây thì mình giao dịch theo cái dấu hiệu nến tăng bật tăng này và khá là thành công. Thì mình cũng vẫn tiếp tục hướng đến là đồng USD vẫn tăng và hướng đến những cái khoảng tăng lên đến vị trí vùng kháng cự trên này kia. Thì những cái chị các bạn nào mà nắm giữ những cặp liên quan thì mình sẽ phân tích chi tiết hơn và cũng vẫn tiếp tục hướng đến cái xu hướng của đồng USD trong thời gian tới. Thì đồng USD nó liên quan đến nhiều cặp khác nhau. Có những cặp thì nó đã đi quá mạnh, có những cặp thì nó mới bắt đầu. Khi phân tích chi tiết mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị các bạn tham khảo nó rõ ràng hơn nha. Giá dầu cũng được rất nhiều các anh chị các bạn quan tâm. Tuần trước ở cái vị trí ở trên này, các anh chị các bạn nào mà sell thì cũng đã ăn được một đoạn. Về đến mức không về đến 55, 56 nhưng mà cũng về được đến 59. Đúng không? Hôm trước mình sell đâu ở cái vị trí 61, 62 gì đó. Nó không chưa về được 56. Thì lại tiếp tục. Các anh chị thấy là nó vẫn tiếp tục xu hướng tăng. Khi mà giảm thì giảm mạnh. Các anh chị thấy là giảm này, như thế này. Mà khi lên thì cũng lên. Có thời điểm về có 7, 8 đô, 10 đô. Đúng là thật sự là các anh chị thấy đó. Nếu mà từ trước đến giờ, từ cái chỗ đó đến giờ thì tăng bao nhiêu phần trăm. Đúng không? Thì cái lúc tăng lại tăng quá mạnh như thế này. Tuy nhiên là bây giờ mình cũng không mua đuổi nữa các bạn ạ. Nó đang ở một cái vùng kháng cự mạnh đây. Đây cái vùng. Nếu các anh chị các bạn tham gia thì cứ giải thôi. Lực thì khá mạnh, tuy nhiên là sau một cái xu hướng tăng dài rồi. Và các anh chị thấy là ở những cái vị trí đây là những cái vị trí kháng cự của nó thôi. Đó. Đó. Đấy đúng không? Vậy. Thật sự tín hiệu đảo chiều thì chưa có, nhưng mà mình cũng sẽ hướng đến một xu hướng điều chỉnh trong thời gian tới. Nếu các anh chị các bạn giao dịch thì các anh chị nên thực hiện cái phương pháp giải nhỏ. Tại vì là dầu thì nó không cho đánh quá nhỏ. Khi những cái tài khoản nào anh chị nào lớn á, thì các anh chị mới giao dịch kiểu này được. Còn không mình không khuyến khích nha. Giao dịch cái phương pháp này nó phải bình tĩnh và có phương pháp, có cái điểm vào ra nó phải thật sự là hợp lý thì mình mới có được lợi nhuận. Nếu các anh chị các bạn mà vào mà không biết kiểm soát, không biết quản lý vốn á, sẽ dẫn đến tình trạng cháy tài khoản rất nhanh. Ví dụ tài khoản có 1.000 đô, cái gì đánh lót đánh lớn á, là thị trường biến động nhanh lắm, nó giật lên là không thể kiểm soát được đó. Nên là mình không khuyến khích cái này đối với những cái anh chị không biết kinh nghiệm nha. Còn một số các anh chị các bạn học mình hoặc là đã theo dõi mình từ lâu thì các anh chị các bạn cũng sẽ hiểu được cái cách mình xử lý nó như thế nào đó nha. Vàng một cặp mà rất là tuyệt vời và cũng đúng như những gì mình dự đoán, đó là xu hướng giảm. Thì tuần trước nó cũng đã giảm khá là mạnh rồi, không biết sau khi điều chỉnh về một chút các anh chị có bán tiếp được hay không. Tuy nhiên là nó vẫn đúng trong cái xu hướng dài hạn của mình đã dự đoán trong thời gian vừa rồi, và vàng vẫn tiếp tục giảm. Với thời điểm hiện tại thì cái xu hướng nó vẫn là xu hướng giảm đó. Tuy nhiên là những cái anh chị các bạn nào vào rồi thì các anh chị có thể là giữ sâu hơn, hoặc là các anh chị chốt lời một phần. Còn những cái anh chị không vào thì bây giờ là cái vị trí không còn vào cho đẹp, không còn đẹp cho các anh chị các bạn tiếp tục sell đuổi. Vì vậy cái mà mình hướng đến cho các anh chị các bạn có thể là nó về cái vùng kháng là hỗ trợ này, và nó sẽ điều chỉnh về cái vùng mà kháng cự hỗ trợ cũ thành kháng cự mới ở trên đây, và cũng là cái vùng giá EMA 20-50 ở cái vùng này luôn. Thì hoàn toàn cái vùng này là các anh chị các bạn có thể xem xét hướng tới tiếp tục sell đó. Thì cái xu hướng của vàng của mình và là xu hướng giảm nha. Và trong thời gian vừa đây mình đã nói rất nhiều với các anh chị các bạn về cái xu hướng này rồi, thì mọi người cũng dễ dàng nhìn thấy được. Chủ yếu là bây giờ mình phải chờ
các anh chị học mình, các anh chị theo dõi mình thì các anh chị cũng thấy là mình ít khi mà bắt lắm. Dù là mình biết những cái thời điểm có sóng hồi đó, nhưng mà mình cũng không đánh ngược, và mình thường thường mình chờ nó hồi về cái vùng mà mình ưa thích, có vị trí dừng lỗ hợp lý thì mình mới tiếp tục theo cái xu hướng đó. Thì các anh chị theo dõi thời gian hoặc là theo dõi lại những cái video của mình thì mình nghĩ các anh chị các bạn cũng hiểu được điều đó. Ở trên cái hệ thống nến Hakanashi của mình, các anh chị các bạn nhìn nhận cái điều đó nó còn rõ ràng hơn rất là nhiều kìa. Các anh chị các bạn qua mình tham khảo nha. Rồi, chúng ta qua cái hệ thống nến Hakanashi của mình thì các anh chị các bạn thấy cái điều đó nó rõ ràng hơn rất là nhiều, đúng không? Thị trường cứ điều chỉnh rồi giảm. Điều chỉnh về đâu? Về EMA 20-50 giảm, sau đó xuống điều chỉnh về EMA 20 và tiếp tục giảm, đúng không? Hiện tại cái hỗ trợ bây giờ thì ở đây nó cũng đã đi vào rồi. Và cái vùng này như mình vừa nói, không tiếp tục theo đuổi. Bây giờ mình chờ một cái đợt hồi trên khung ngày. Hôm giờ thì các anh chị các bạn có thể là ăn sóng trên khung 1H1. Các anh chị phải học, các anh chị phải hiểu này. Cái này mình nói thêm cho những cái anh chị các bạn biết thêm. Những cái anh chị các bạn nào mà theo dõi nhiều cái video của mình thường xuyên thì mọi người sẽ hiểu hơn rất là dễ thôi. Nhưng mà những cái anh chị các bạn nào mới xem thì các anh chị sẽ không hiểu hết. Tại vì mỗi video mình sẽ chia sẻ một phần nào đó, mình không thể nói hết được một lúc. Vì vậy các anh chị phải xem nhiều video thì nó mới đúc rút lại được những cái mà mình nói. Thì đây cũng là một cái mà chia sẻ để cho mọi người thấy. Có nghĩa là sau một xu hướng thì mình có thể là mình ăn theo sóng H1. Tuy nhiên là đến một cái sóng nào đó mình cũng phải điểm dừng, chứ không phải tiếp tục là lúc nào mình cũng cứ ăn nó liên tục theo cái sóng này được. Tại vì là càng xuống dưới thấp thì khả năng rủi ro càng cao. Tại vì là thị trường đã giảm nhiều thì khả năng điều chỉnh. Thì cái khi lúc này á, các anh chị tạm thời chốt lời và mọi người chờ đợi trên khung ngày. Điều chỉnh trên khung H1 xong đấy, bây giờ mình chờ một cái đợt điều chỉnh trên khung ngày và lại đi theo xu hướng khung ngày. Đó, các anh chị các bạn phải nhớ cái đó. Nhiều các anh chị không hiểu được cái điều đó, cứ bám theo H1 mãi. H1 là mình bám theo khi đầu sóng, và cái khi nó đã đi khoảng thời gian dài rồi thì mình lại bám theo kênh khung ngày. Đó, các anh chị phải chú ý cái điều đó nhé. Nên cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa H1 rồi khung ngày, giữa các khung thời gian với nhau là cần phải có kinh nghiệm và biết cách nha. Chứ không phải cứ nói trên H1 các anh chị vào, cho dù cái điểm đó nó đã đi rất là xa rồi, nó đã hồi rất nhiều lần rồi mà các anh chị vẫn tiếp tục, thì cái đó có phải là dẫn đến rủi ro mình cao hơn không? Ở những cái trường hợp như thế này, các anh chị phải chấp nhận một điều, có thể thị trường tiếp tục đi giảm tiếp, nó không hồi, nó giảm tiếp đối với những cái đợt sóng mạnh như thế này. Nhưng mà nếu mà nó như vậy thì mình cũng phải chấp nhận, hoặc là những cái anh chị nào giữ dài hạn thì mới được ăn thôi, hoặc là các anh chị nào vào được những cái vị trí tốt, ví dụ như ở trên này, thì các anh chị có thể là rời dừng lỗ và các anh chị ăn những cái kiểu đó. Phải đưa ra những quyết định, đúng không? Thị trường này phải có những cái thời điểm quyết định, chứ không thể là nó chắc chắn một cái điều gì hết. Có những thời điểm nó đi luôn, có những thời điểm nó sẽ hồi đó. Và cái mà an toàn nhất cho mình là tốt nhất là mình chốt lời và mình chờ hồi. Nếu mà không hồi được thì thôi, để cho thị trường nó cứ đi như vậy, đúng không? Coi như cơ hội nếu mình bỏ qua, mình lại kiếm cơ hội khác. Rất nhiều cơ hội trên thị trường này, không nhiều riêng cái cặp này mà còn rất nhiều cặp khác. Hoặc là các anh chị có thể là sử dụng có một tài khoản hoặc giữ lại 1-2 lệnh để dài hạn, và mình cắt đi một phần lệnh khi mà mình vào được cái vị trí tốt ở bên trên. Đó là một số cái mà mọi người cần chú ý cho mình nha. Rồi, tiếp tục qua những cặp khác. Uzi thì thật sự là quá tuyệt vời. Các anh chị các bạn xem những video của mình thời gian vừa rồi rất là tốt. Nói chung là các anh chị thấy đó, mô hình xuất hiện, các anh chị phải nhìn nhận được ở dưới đây, đúng không? Khi mô hình xuất hiện, đỉnh đáy nó như thế nào, đỉnh sao cao, đỉnh trước đáy sao cao, đáy trước, các anh chị nhìn nhận được sóng dần đường. Đây là đánh theo xu hướng này, đúng không? Có những thời điểm bắt đỉnh bắt đáy, nhưng mà có những thời điểm đánh theo xu hướng. Mình nói rất là rõ ràng cho các anh chị các bạn điều đó. Các anh chị cứ xem lại những cái video của mình ở những thời gian trước, và các anh chị lật lại coi cái video đó nói cái vùng này mình nói như thế nào, và cái khi mà mới bắt đầu sóng thì mình sẽ giải thích và hướng đến cho các anh chị các bạn như thế nào, và đến bây giờ nó như thế nào, nó đi rất là đẹp. Các anh chị thấy này, ngày trước thì có GUGZ đi một sóng đẹp, bây giờ thì có UGUCSS thời gian vừa rồi. Đây là những cái cặp mà mình hướng các anh chị các bạn đánh theo xu hướng. Tương tự cặp thời gian trước, tuần trước mình nhấn mạnh rất nhiều cho các anh chị các bạn là cặp UCSS, và tuần vừa rồi cũng là một tuần rất là tuyệt vời. UCSF sau khi hồi về, đúng không? Hồi về xuất hiện như vậy và đã có một cái đợt tăng bật mạnh. Và đây các anh chị thấy không? Mô hình đỉnh đáy xuất hiện, có sóng dẫn đường nằm trên đám mây Ichimoku, nằm trên giao cắt EMA 20-50. Đó, cơ hội của các anh chị. Các anh chị hãy xem lại những cái video trước, đúng không?
mình phân tích ở những cái vị trí như thế này nó như thế nào, mà các anh chị đã hiểu được xu hướng và đánh theo xu hướng của thị trường, đúng không? Tương tự tuần này USD CNH cũng là một cặp mà đang đẹp, nó đã tăng trở lại. Để mình nói cho các anh chị các bạn thêm cái này chứ, đối với UZ và UZS bây giờ không còn là thời điểm các anh chị mua đuổi nhá. Và thời điểm bây giờ của các anh chị các bạn là chờ nó điều chỉnh về và khi đó tiếp tục bay lên. Tuy nhiên với những cái sóng mạnh như vậy, các anh chị nên chờ điều chỉnh sâu nhá, để mình có vị trí top loss nó ngắn hơn. Đây cũng vậy, các anh chị nên chờ. Có nhiều các anh chị các bạn sẽ hướng đến cái vị trí là bắt đỉnh. Tuy nhiên cái này nó cũng khá là nguy hiểm, tại vì mình cũng đã thử nhiều rồi. Nếu các anh chị các bạn không có kinh nghiệm mà các anh chị sẽ không biết xử lý là rất là khó. Đối với mình thì mình có thể sử dụng phương pháp này được, tại vì mình có cách mình xử lý nó khác. Còn nếu các anh chị các bạn mới mà không biết quản lý vốn, không biết cách xử lý, các anh chị không kiểm soát được tâm lý, là các anh chị những cái trường hợp bắt này các anh chị cũng dễ lắm này. Tại vì bắt là nó phải thị trường như thế này, nó còn có thể đi lên nữa, thậm chí nó đi lên nữa, thì cái điều này là mình không thể dự đoán được. Thị trường không có gì là chắc chắn nữa. Nếu các anh chị các bạn theo dõi thị trường một thời gian dài, có những thời điểm mà các anh chị các bạn ngoài sức tưởng tượng luôn đó. Vì vậy các anh chị phải chú ý cái điều đó cho mình. Bắt đỉnh bắt đáy là cần nhiều kinh nghiệm, trải qua quan sát biểu đồ, quan sát thị trường một thời gian dài, và các anh chị phải nhận thấy được cái tiềm ẩn rủi ro của nó, chứ không phải nói bắt là bắt đâu. Vì vậy những anh chị các bạn nào an toàn thì nên chốt lời ở vị trí và chờ nó hồi, chờ những cái đợt sóng hồi, hoặc là chúng ta lại đi tìm những cặp khác đó để mình giao dịch đó. Còn UZ và UZS không còn là những cái vị trí đẹp để chúng ta tiếp tục vào lệnh buy nha. Vị trí đẹp thì bây giờ có USD CNH, và cặp này mình nói các anh chị các bạn bắt đáy trong một khoảng thời gian dài, và thời gian gần đây thì các anh chị các bạn đã có lợi nhuận. Cho dù các anh chị các bạn thấy này, bắt đáy từ ở trên này đi, mà các anh chị quản lý vốn tốt thì đến bây giờ là các anh chị vẫn có lợi nhuận nữa. Đó, mình chỉ nói như vậy thôi. Không phải cặp nào cũng bắt đáy nha. Tuy nhiên là cặp này là một xu hướng dài rồi, là các anh chị cũng hướng đến là một cái phương pháp giao dịch khá là an toàn, mua cả một cái vùng giá, chứ mình không phải là vào một lần trực tiếp. Đó là đối với bắt đáy, bắt đỉnh. Thì đối với USD CNH ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn tiếp tục là một xu hướng tăng, và bây giờ nó là nằm trên đám mây, nằm trên giao cắt EMA 20-50 rồi. Và tuần này cặp này là đẹp, các anh chị nên theo tiếp tục, và vị trí dừng lỗ ở đây cho mình nhá. Anh chị có thể là vào đây kỳ vọng lợi nhuận lên đây, hoặc là lên đến xa hơn. Con này mình còn lên xa kia, mình còn kỳ vọng lên xa kia. Vì vậy tuần này USD CNH là một cặp đẹp, các anh chị chú ý cho mình. Ngoài ra thì có EU, AU và NU. Thì mình nói EU trước. EU thì bây giờ hầu như đã hình thành mô hình đảo chiều xu hướng, đó là đỉnh sau, đúng không, đáy sau. Cái kịch bản này tuần trước mình cũng đã vẽ ra cho các anh chị, rất có thể là nó hình thành, nó lên, nó test đỉnh rồi tiếp tục nó đi xuống, đúng không? Và tuần vừa rồi là một tuần đi xuống khá là tốt. Tuần trước nó có một cây xác nhận ở đây và sau đó tiếp tục đi xuống. Đối với EU mình cũng vẫn hướng tiếp là một xu hướng giảm và hướng đến cái vị trí hỗ trợ dưới đây tiếp tục. Thì những cái gì các bạn nào bây giờ thì mình sẽ chờ trên H1, nó có thể là điều chỉnh về rồi mình tiếp tục đi theo cái xu hướng đó nha. Mình sẽ ăn theo cái xu hướng của EU là hướng đến một xu hướng giảm trong thời gian tiếp theo. Tiếp theo là AU và NU thì tương đối là giống nhau. Hôm trước nó lên nó phá đỉnh xong và nó sập một cây này, thì mình cũng tuần trước đó, mình có nói các anh chị các bạn có thể là hoàn toàn cái cây nến đó là cây nến chẩn đường thứ 6 tuần trước, đúng không? Mình có nói cái nhắc các anh chị các bạn rất nhiều, và các anh chị nào mà theo cái này thì cũng theo cái mô hình này thì cũng khá là tốt, và mình vẫn hướng đến nó còn giảm và nó có thể là phá qua mây và hình thành một xu hướng mới. Đó là AU, NU vẫn theo cái xu hướng giảm nha. Mô hình đỉnh đáy thì chưa có quá rõ ràng, tuy nhiên là hai cặp này vẫn có thể tiếp tục sell được. Một cặp đẹp nữa đó là UCAC. UCAC thì mình cảm thấy là nó vẫn là cơ hội tốt khi mà thị trường nó chưa có tăng mạnh, đúng không? Thì tuần này mình nghĩ là UCAC với USD CNH là cặp mà các anh chị đang còn là vị trí đẹp để cho các anh chị các bạn vào lệnh và hướng đến cái vị trí cao hơn, giá cao hơn ở trên này. Đây nha các anh chị, những cái thời điểm mà các anh chị có thể là chốt lời ở những vị trí trên này. GU cũng đã điều chỉnh. GU các anh chị nào theo USD thì các anh chị cũng thấy là GU đã giảm và điều chỉnh. Thì với GU hiện tại thì mình cũng vẫn hướng đến một cái nhịp giảm tiếp theo theo dòng USD á. Đó, thì các anh chị hoàn toàn có thể là sell, và bây giờ thì mình lại phải dừng lỗ ở trên này. Đó, mình dừng lỗ ở đây. Tỷ lệ các anh chị cứ chọn là được rồi. Ở đây, các anh chị cứ hướng đến những cái mức mà kháng cự hỗ trợ để các anh chị các bạn đặt dừng lỗ và chốt lời nha.
Ngoài ra G, dòng G thì có G CSS và G Z. Thì những cái gì các bạn bắt đỉnh ở thời điểm vừa rồi thì nó có hồi một chút rồi sau nó lên lại, và cặp này mình vẫn hướng đến là nó sẽ hồi sâu hơn và hoàn toàn cái gì vẫn có thể tiếp tục giải lệnh nha. Đó, cặp này theo phương pháp bắt đỉnh bắt đáy. Các anh chị phải hiểu cho mình một điều này. Đôi lúc những cái cặp mà nó đi quá, mình nói bắt đỉnh bắt đáy về cái nguyên tắc thì rất ít người làm như vậy. Về nguyên tắc, tuy nhiên là ở trong giao dịch thì cái vấn đề mà nắm bắt được cơ hội, nắm bắt được cái điểm vào lệnh và đưa ra quyết định là rất quan trọng, phải có kinh nghiệm và xử lý nó. Bây giờ mà mình ngồi mình làm sao mà mình phải nói cho, giải thích cho từng người để hiểu được. Có thể là mình chỉ nói những cái chia sẻ như vậy, những cái chị các bạn nào xem muốn hiểu thì các anh chị sẽ xem nhiều video thì các anh chị sẽ hiểu nhiều hơn. Chứ còn bảo nói một hai câu mà để cho các anh chị hiểu hết thì cũng rất là khó, chứ không phải là không muốn chia sẻ. Các anh chị phải biết cái điều đó. Những cái phương pháp, những cái lúc mà đánh theo xu hướng nó có, mình nói rõ rất là nhiều, đúng không? Con này thời điểm từ cái vị trí mà khi mà nó xuất hiện một xu hướng như thế này, mình cũng nói rất là nhiều này. Đỉnh đáy này, đúng không? Rồi các anh chị thấy cũng có những cái thời điểm ở đây này, các anh chị thấy rõ ràng mình cũng đã nói rất là nhiều ở những cái vị trí như thế này là xu hướng. Còn bây giờ nó đi lên cao rồi thì tất nhiên là mình sẽ không mua đuổi và mình hướng đến cái việc mà bắt đỉnh bắt đáy rồi. Đó, mình chỉ nói cái nơi đó thôi. Chứ còn cũng rất mong là những cái chia sẻ này giúp cho các anh chị các bạn có thêm cái tham khảo và đưa ra những cái quyết định nó chính xác, nó tốt nhất khi giao dịch. Tiếp theo, một cặp đó là ECDF và tăng rất là tuyệt vời, đúng không? Tuần trước nó có điều chỉnh một chút, tuy nhiên là nó không, mình nói là cái lực mạnh nó rất khó điều chỉnh về sâu. Đôi lúc nó sẽ điều chỉnh về một chút rồi nó đi luôn, nhất là những cái sóng đầu nó sẽ không điều chỉnh về sâu. Đó, nó chỉ điều chỉnh về chút, nên là những cái anh chị các bạn nào nắm bắt được cơ hội thì cũng có thể là vào được cặp này. Và tiềm năng cũng giống như mình đã dự đoán của nó là cặp này có thể là khả năng còn đi lên nữa, đúng không? Tuy nhiên là bây giờ những anh chị các bạn nào mua rồi được cái vị trí tốt rồi, các anh chị rời đường lỗ. Còn những anh chị các bạn nào vào sau thì không nên tiếp tục mua đuổi nhá. Mình phải chọn những cái cặp, những cái vị trí vào đẹp thôi. Các anh chị giao dịch mình theo cái phương pháp, theo cái những cái chia sẻ của mình chia sẻ rồi, các anh chị luôn vào được những cái vị trí tốt nhất, chứ không phải là cái kiểu mà các anh chị, mình hướng đến các anh chị các bạn trên giao dịch những khung thời gian nhỏ là mua đuổi. Có nhiều người á, các anh chị các bạn biết không, ở bên ngoài á, bây giờ người ta cứ như vậy này, cái kiểu của bên ngoài là cứ bật ra khung thời gian nhỏ, ví dụ như M15, M30 đi, mình lấy một cái khung thời gian nhỏ, thậm chí có những cái nhóm phải giao dịch khung M5 thì ở xu hướng như thế này rồi, đôi lúc á, mọi người đến sâu như thế này nhiều người vẫn còn sell, đúng không? Rồi lại dừng lỗ ngắn này vậy này, hoặc có nhiều người dừng lỗ vậy, sell vậy, rồi TB đây, đúng không? Các anh chị thích lắm, nhiều người thích vào lại cái kiểu đó. Nhưng mà nhìn nhá, khung thời gian ngày các anh chị thấy này, đó, nó chỉ là trong một khoảng một cây nến thôi, tuy nhiên là nó chỉ cần hồi lên một đoạn trên khung ngày là các anh chị đã thua lỗ rồi. Mà bây giờ rất nhiều các anh chị là cứ thích đánh khung nhỏ như thế này, một ngày phải 5-10 lệnh, rồi thậm chí là mấy chục lệnh kia, càng khung nhỏ là các anh chị càng vào. Như vậy không có ai chính xác được như vậy đâu, mình nói các anh chị các bạn như vậy. Còn các anh chị có nói sao thì nói, nhưng mà mình vẫn hướng đến các anh chị các bạn những khung thời gian dài, khung thời gian lớn hơn, khi đó thị trường nó ổn định hơn. Chứ còn các anh chị lúc nào cũng có thích vào những khung nhỏ, khung thời gian nhỏ, nó giống như cờ bạc thật sự luôn. Tại vì nó giống như cờ bạc như sao, là các anh chị là một người mới, các anh chị không có nhiều kinh nghiệm, không có nhiều cái quản lý được cảm xúc, quản lý được cái kỷ luật của mình. Đôi lúc các anh chị phá vỡ những cái kỷ luật và cảm xúc của các anh chị đó rất là nhiều. Còn những cái trường hợp mà chơi như vậy, giao dịch như vậy vẫn có nhá, vẫn có người thành công được. Tuy nhiên người ta đã đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm và người ta đã có những cái kỷ luật của người ta, và người ta phải chọn những cái phiên giao dịch thị trường biến động mạnh hoặc là những cái tin tức, và người ta có cái mẹo của người ta. Nó giống như giao dịch mẹo đó. Một ngày người ta chỉ chờ đợi một cái cơ hội nào đó thôi, một hai cơ hội thôi, chứ không phải lúc nào cũng muốn vào lệnh như rất nhiều các anh chị các bạn mong đợi đó. Thì đây là những cái chia sẻ rất là thật lòng của mình, cũng mong là các anh chị hiểu được điều đó, rất là, nhất là những cái anh chị mới đó, các anh chị nên hiểu để sau này khi các anh chị các bạn giao dịch nó sẽ tốt hơn. Hiện tại Forex đang biến chứng rất là nhiều, ngoài những cái dự án đa cấp, các team, các nhóm lập ra kêu gọi đầu tư huy động vốn, thì có những cái như thế là copy lệnh cũng là một hình thức mà nó rất là tế nhị, rất nhiều người đã biến chứng nó ra rồi. Những cái hình thức như thế là kêu gọi đa cấp,
đó, những cái sàn đó nó biến chứng. Bây giờ thông tin về Forex rất là nhiều cái tin xấu ở trên bây giờ nó đưa ra, nhiều lúc mình cũng rất ngại. Tuy nhiên đây là một cái thị trường chính thống chứ không phải là một cái thị trường linh tinh, mà cái thị trường này đã bị một cái nhóm nhỏ họ làm nó biến chứng, vì cái lợi ích họ làm cái nó biến chứng, nó có tiếng xấu ở thị trường Việt Nam đó, nó lừa đảo nhiều. Tuy nhiên là nếu các anh chị muốn gắn bó lâu dài với nó thì các anh chị phải thích nghi thôi, cái lĩnh vực nào cũng vậy thôi, nó cũng sẽ có sự biến chứng thôi, đúng không? Không có cái gì mà nó không có, nó có đúng sai, có lẫn lộn rất là nhiều. Còn cái việc mà nhận biết cái điều đó thì là do bản thân của các anh chị các bạn. Các anh chị phải nhận biết được đâu là cái tốt, đâu là cái xấu, và phải biết được những cái mất mát hoặc là những cái gì mình chấp nhận trong cuộc sống, như vậy thôi. Còn hiện tại thì mình vẫn khuyên là đây là một cái thị trường tiềm năng và thị trường tốt. Các anh chị có làm gì kiếm rất nhiều tiền đi thì các anh chị cuối cùng các anh chị cũng sẽ hướng đến cái mà các anh chị đầu tư sinh lợi nhuận. Chứ còn các anh chị bây giờ có kiếm thật nhiều tiền mà các anh chị không có kiến thức đầu tư, thứ nhất là các anh chị bị lừa đảo rồi, đúng không? Một là các anh chị bị lừa đảo là các anh chị đã mất hết số tiền các anh chị kiếm được, là một cái đã không tốt rồi, đúng không? Cái thứ hai là các anh chị không có kiến thức đầu tư thì các anh chị sẽ không phát triển được tốt, và cái số tiền của các anh chị các bạn nó chỉ nằm một chỗ thôi. Và mình rất hy vọng là các anh chị sẽ có được một nguồn kiến thức chính thống để các anh chị các bạn giao dịch nó tốt và có một cái tương lai nó rộng mở hơn và hướng đến một cái con đường nó chính thống hơn đó. Thì mong muốn là những cái chia sẻ của mình giúp được cho các anh chị các bạn phần nào. Thì cái video mình cũng dừng ở đây. Những cái anh chị các bạn nào quan tâm thì nhớ đăng ký kênh, giúp kênh phát triển. Ngoài ra like, chia sẻ những cái video của mình cho mọi người cùng biết, cũng như là tham gia cái nhóm hoặc là website của mình để học hỏi thêm kiến thức, trao đổi thêm để giúp cho cộng đồng nó tốt hơn. Rồi, thì cái video mình cũng dừng ở đây. Chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị các bạn một tuần giao dịch tốt và có nhiều lợi nhuận.